Long An dấu yêu. Quen tôi lên Long An thôi. Rồi. Ở đây đây của anh là tới nhiêu? 50 công hả? Cái đây là mình 38 công tập cách. Là cái tu đây một bậc ở đó luôn. Dạ. Lúa này 5411 hả? 5411 ở đây. Ừ. Cái lúa này chúng chắc nó mới ngã đây nè, thấy đó, thấy nó ngã chín cây 5 ngày. Cũng không mưa gì không? Đó. Lúa này được nhiêu ký anh? 6.050. 5411. Nhiều cái giá như vậy là có lại không? Giá gì mà chứ lấy phần gì mới lên mà. Bằng 900 ký công cắt thì có lời được chục đỉnh à. Bây giờ nó phân thuốc quá lên. Như cái đám này được 900 không ta? Cái này chứ cần kèm. Mời các bạn xem cánh đồng này có 5 máy cắt, 4 máy cắt là cắt chung một đám. Rồi con này chưa? BC3. Rồi thì con.
xem tiếp. Ba con 93, hai con 70, năm con. Các lúa sập đã quyết nằm cái cầu lúa, lúa đầu nó kéo. Này nè, còn mấy đường. Nhìn mặt này giống y chang 93 mà sát vào kênh luôn nha, một cây bờ cao lắc qua kia đứng quay bạn xem, đám kia nó rộng, mấy cái xà nó cắt trước, lắc đám gần nha. Cái lúa thằng anh cầm cầm, coi cảnh luôn, để coi đứng cái vị trí nào, rồi máy kéo lúa. Vô đi rồi mà xuống coi mới cắt tiếp. Qua cái mương DC93 cấu sập đẹp đẹp ở đầu dưới nè, nó có hai con ở dưới nè, đây hai con đó nè, bạn thấy không, gần chỗ nào quay bạn xem chỗ đó. Sao là bị 93 hết già. Con cua lấy lúa thì bye.
lúa cho người ta chở vô trời. Thôi, ông bỏ chở chở vô hả? Răng bỏ luôn. Tôi lấy thêm nữa tại cái đường xa, lấy cho nó nhiều luôn. Đó. Không biết cái video dài chưa, thôi mình ngưng đây để mình kiếm cái chỗ mình quay cận cảnh lại cho bạn xem cái video tới. Ngoài ông này Google lấy máy quay quay cho bác xem. Google không có zoom xa được. Đó, đây này, bà con 70 thái thì vừa chạy qua, còn con ít cha anh chạy tới rồi. Đây cặp chín ba lết nè. Chơi ra đồng rồi làm cái video đăng cho bà con là xem. Dạ Long An dấu yêu. Long An dấu yêu. Quen tôi lên Long An thôi. Rồi. Ở đây của anh là tới nhiêu? 50 công hả? Cái này là mình là 38 công tầm cách. Là cái khu đây bằng cái đó luôn. Dạ hả? Lúa là 5451 hả? 5451 ở đây. Cái lúa này chúng nó chắc nó mới ngã đây nè, thấy nó ngã cũng cây 5 ngày. Mà không mưa gì không đó. Lúa nay được nhiêu ký anh? 6.050 5451. Như cái giá như vậy là có lời không? Giá gì mà chứ lấy phần gì mới lên mà mặn ra được 900 ký công mình cắt thì có lời được tỉnh à. Bây giờ nó phân thuốc quá lên à. Như cái đám này được 900 không ta? Cái này chèm chèm à. Mà nó hơi ngã một chút sao, nếu bị ngã thì cái đó được à. Nhưng mà dù sao vừa vụ đông xuân dù sao chúng ăn à. Thì nhiều người làm mấy cái vụ kia mà vốn vụ sân lại. Trời ơi giờ gần 1 giờ mà lúa nó chưa, cái cây lên nó chưa khô để nó nằm sát quá. Nó khô nổi phơi anh, dân dây gì dạ. Dân gì chứ nó không bị khô tại vì nó đậy nó ủ. Nó đậy nó ủ mà gặp mưa nữa thì mình càng tệ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Long An chú yêu ha. Dạ Long An chú yêu, về đánh mở coi. Dạ. Vài bữa đó anh ơi. Dạ, dạ, về em coi cái nào xấu em cắt dục bớt. Trời ơi. Chị em nha. Dạ. Không phải chịu anh chú ruộng lại. Đây là Vĩnh Chánh rồi, Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Chánh. Vĩnh Chánh. Hội Sơn. Xã Vĩnh Chánh. Xã Vĩnh Chánh. Tây Bình Na. Tây Bình hả? Tây Bình Na. Hình như cái xã này là nó không có dịch thôi phải. Dạ. 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 Dạ
Dạ em ở Long An, em đi công tác ở đây anh ơi. Ủa, làm gì công tác ở đây? Em làm thủy sản. Thủy sản hả? Dạ cuối tuần rảnh rỗi đi ra đồng ơi. Dạ cái này nói chung là em thích đi về quê ra đồng này nọ. Dạ. Thì cũng quê mê máy cắt máy cày rồi. Đó. Ở đây thứ bảy cuối tuần nó mới rảnh rỗi đi. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Bữa nay anh hên đó, nào gì đâu có vụ mà năm cái máy mà tụ hội một thiếu đất được. Hôm nay là anh hên đó. Thường thường một cái, hai cái, ba cái hết hết rồi. À, không, cái ông chủ này nó ông có tới 5 cái luôn à. Hả? Ông chủ máy cắt này ông có tới 5 cái luôn á. À, nhưng mà thường thường tẻ ra. Đúng, đúng rồi, thường thường tẻ. Thì thường cắt ra một miếng này, và trong này người kia, người kia, người kia. À. Đúng rồi. Tại bữa nay là gánh máy á. À, tôi không ta. Dạ, gì được gì? Dạ, chờ từ 9 giờ sáng tới giờ đó. Tại máy này của ông chủ ông bên kia thống nốt ấy bên Vĩnh Thạnh của trước gặp rồi. Cắt trong một cái đám ruộng lúa sập. DC93.